Châu có một anh khách hàng sau khi thuê căn hộ để ở du lịch vài ngày tại Nha Trang thì thấy rất là thích dạng căn hộ và nói Châu là em ơi hãy tìm cho anh một căn để anh có thể sau này về đây ở một vài tháng hoặc là anh có thể là khai thác cho thuê dòng tiền ngay lập tức. Thì Châu cũng giới thiệu cho anh và bạn luôn căn này nhé. Căn hộ với thiết kế 2 phòng ngủ 2 VKC và với không gian bếp và bộ sofa với màu xanh mạ non rất là đẹp và êm lắm. Chúng ta có thể là ngồi đây quay quần cùng nhau xem tivi rất là tuyệt vời. Cùng nhau khám phá về khu vực bàn ăn và không gian bếp với được thiết kế với tông màu rất là nhã nhặn và trẻ trung sang trọng. Và bên đây là khu vực bếp ăn, là những nội thất hoàn toàn mới 100% với bếp là bếp đôi đến từ thương hiệu Shenhao. Và một cái tủ lạnh size to, tha hồ mà để đồ ăn nấu nướng cho cả gia đình nha. Hệ thống kệ bếp ở đây rất mới và được thiết kế vô cùng chắc chắn. Cùng Châu đi khám phá xem khu vực ban công nha. Ban công thì có luôn một cái máy giặt cửa trước rất là xịn. Với các bạn trẻ buổi sáng hay ra đây ngồi uống trà, uống cà phê hay đọc sách thì vô cùng là tuyệt vời luôn, còn hơn cả cà phê 5 sao ở biển Nha Trang nữa. Và đây là khu vực phòng toilet chung của căn hộ. Đây là phòng master thì sẽ có một WC khép kín nằm riêng trong phòng với một tầm view phòng ngủ rất là chất lượng nha. Nhìn ra được view biển và view nội khu bên trong của tòa nhà. Chủ căn hộ rất là tâm huyết khi mà thiết kế lại căn hộ này. Hello mọi người! Với tông màu cực kỳ là sang trọng và ấm áp, đây là căn phòng ngủ thứ hai của căn hộ 2 phòng ngủ nha. Với tông màu trắng, xanh, xám và nâu ấm. Và tất cả các phòng đều được trang bị máy lạnh mới 100%. Nếu các anh chị mong muốn là về đây an cư và lạc nghiệp tại thành phố Nha Trang cũng như là mua căn hộ này để khai thác cho thuê dòng tiền thì hãy đừng bỏ qua căn hộ này nha. Em Châu đang ngồi đây để chờ các anh chị đến xem nhà nè. Riêng với Châu để được tư vấn chọn căn phù hợp cho gia đình mình nha.